tần số tình yêu. Và đây là lúc hai bạn gái sẽ đưa ra quyết định của mình là bạn ấn tượng với ai. Dạ em ấn tượng với anh số 4. Dạ mời giữ lại bạn số 2. Rồi Ngọc Hân, em vẫn quyết định ấn tượng với lại anh số 2. Em muốn tìm hiểu sâu hơn à. Dạ, mời đèn của bạn số 2. Vậy thì trước khi gặp gỡ anh chàng số 1, mời hai em lên sân khấu quay mặt ngược lại đây. Chúng ta sẽ coi hình ảnh thật của ba anh chàng. Mời hai bạn. Không được quay lại màn hình ha. Rồi mời ba màn hình. Xin mời. Số 1 sao các bạn? Số 2. Số 4. Là như nhau. Dạ quý vị ơi, khán giả này, khán giả gia đình y như nhau. Dạ thôi thì bắt cái màn hình đi mà nghe em về đây. Mời gặp gỡ anh chàng số 1. Chúng ta của khi đó, mỗi lần cãi vã là mỗi lần đem duyên phận ra làm cái cớ hoàn hảo, ngụy biện cho sự thay lòng. Buồn không? Có chứ. Tiếc không? Tại sao không? Nhưng có đúng lúc không? Câu trả lời lại là có. Buông tay đúng thời điểm để đón nhận cái nắm tay khác, tuyệt vời hơn, ấm áp hơn và cả dài lâu hơn. Hát hay. Khán giả hai bên là nói anh ơi cho em thấy Facebook đi kìa. Có thể là đây không rung động nha, bên đây rung động hết rồi. Em đã bắt đầu sáng tác từ bao lâu và em đam mê như thế nào? Dạ, em bắt đầu sáng tác cách đây 2 năm. Có biến cố thì em bắt đầu tình cảm em... Rồi. Dạ không ạ, rất là nhiều thứ trong cuộc sống của em nó bị đảo lộn. Em bắt đầu em viết những cái cảm xúc của mình lên những tờ giấy. Em có thể nói rõ hơn về cái đảo lộn nếu như mà tiện. Cách đây chừng 3 năm thì gia đình em có biến cố là ba mẹ em ly dị. Thì đó là em phải sống một mình. Thì cuộc sống của em nó thay đổi tất cả mọi thứ. Thì em bị sốc lúc đó rất là nhiều. Nên là em không có cái gì để mà nương tựa vào để mà chia sẻ. Thì em mượn những cái cảm xúc trong đầu, những cái dòng nhạc và những cái lời thơ trong đầu thì em biết ra. Em đã học qua sáng tác không hay là chỉ là cảm nhận của em? Dạ, thì hiện tại em muốn phát triển sâu hơn nên em đang đi học ạ. Và trước đây là những bài hát của em là theo cảm hứng thôi. Dạ. Không biết là đã có ai truyền cảm hứng cho em cái đam mê này không hay là tự em cảm nhận ra? Dạ có, em có một người chị, người chị này hồi xưa là từng là ca sĩ trong band của em. Thì chị này sáng tác rất là hay. Thì vô tình em có một đợt đi cà phê cùng chị thì em nghe được bài hát có tên là Thương Anh Thương Cả Với Sợ Sâu Lưng. Bài hát rất là hay và tình cảm. Thì từ đó em nghe cái ca khúc của chị thì em bắt đầu có cảm hứng sáng tác, lưu giữ nó tới bây giờ. Thế mạnh của em về âm nhạc là thể loại gì? Những cái nhạc mà liên quan tới smooth và chill. Em viết R&B và pop, ballad. Ok, deep house rồi chắc cũng ổn hả? Hai em có muốn chia sẻ gì với em với một anh chàng nhạc sĩ trẻ không? Chà mấy, em thấy anh còn trẻ mà anh rất là giỏi, anh có thể sáng tác rồi anh hát rất là hay. Em thực sự rất là ngưỡng mộ anh. Hân ơi, anh có một ý chí trải qua biến cố nhưng mà anh là một người rất là chững chạc. Chúc anh thành công trong cuộc sống. Tuy là không đến được với nhau, không tìm được tần số với nhau nhưng mà không sao hết. Chúc bạn thành công nhé. Xin chào. Và bây giờ sẽ là vòng bí mật của nàng. Chúng ta hãy cùng khám phá hai chiếc điện thoại của hai bạn này nha. Xin mời. Chắc là cho chị xem thử cái màn hình của bạn Ngọc Hân ha. Đẹp quá. Rồi lướt màn hình ngang nè. Báo thức đi được không? Dạ được ạ. Con gái cưng thường có mấy giờ dậy? 7 giờ sáng là sáng nay còn. À 7 giờ sáng. Còn bình thường là 4 giờ chiều ngủ dậy. Thế chị biết chế độ 4 giờ là 5 giờ, 6 giờ. Dạ 4 giờ là em cài để tới giờ đi chợ nấu cơm ạ. Đúng rồi, đi chợ. Vậy là 18 giờ chắc là giờ ăn cơm hả? Dạ ăn phải không em? Ở dưới em ghi chữ sale đồ là em có bán hàng online. Giờ đó là em hẹn với người ta là lên sale đồ. À đúng rồi. Xin vậy là bán online là đắt lắm đây. Rồi bây giờ thoát ra nha. Cho chị xem một chút xíu hình ảnh nếu có thể chia sẻ được nè. Chắc có hình bà nội không? Dạ không ạ. Em về chụp bà nội nha. Dạ. Con chó hay mèo đó? Con mèo. Con mèo. Ê cưng dễ sợ. Mèo này có ai đây? Dạ hình trên mạng. Đây là chị họ của em ạ. Nhưng hỏi Hân là Hân cũng vậy thích xoái ca đúng không? Đẹp trai. Cái đó là thần tượng thôi. Ví dụ người thích Hân đâu không có ngoại hình đôi nhìn như idol của Hân thì Hân liệu có quen không? Người ta hiểu tâm lý mình. Còn ngoại hình thì Hân không có quan trọng lắm. Nhà Hân có ai là người Bắc không? Có, bà nội Hân với lại mẹ Hân là người Bắc. Hân có thích người Bắc không? Hân rất là thích người Bắc, cực kỳ thích người Bắc luôn. Tại sao? Tại vì giọng nói hay, đa số là em thích
rất là thích chọn Bắc. Em có thích Ninh không? Dạ thích em mới chọn chứ. Bây giờ tới cái điện thoại của Trà My đi ha. Trà My, em đi đâu mà em bận bộ đồ màu xanh vậy, dễ thương vậy? Dạ em mới đi quân sự về. Dạ tưởng là mà đang mùa hè đi mùa hè xanh chứ. Em đi quân sự thì nó có nhiều kỷ niệm nên muốn để này để lưu giữ kỷ niệm mà. Em có kỷ niệm nào vui với cái dịp này không? Dạ có, là mỗi tối thì mấy bạn em thường, tại vì khoa tụi em là khoa thanh nhạc, cho nên là mỗi tối là mấy bạn thường hay đàn xong rồi mở nhạc ở trên mấy cái dãy hành lang rồi hát hò rồi nhảy múa tùm lum hết trơn, rất là vui. Em mê đọc truyện à? Em thích đọc truyện gì? Dạ truyện tranh. Bạn nam số 4 ơi, bạn có thích đọc truyện không? Dạ có chị ơi, em xem truyện tranh với lại em xem hoạt hình của Nhật Bản rất là nhiều. Cái gì bạn có hay ghi chú lại gì? Dạ có, cho chị coi ghi chú, nếu không có gì mà ghê gớm nha. Nhóm B. Dạ cái này là ghi chú là mấy cái trong lớp học thanh nhạc của em à. Hết hồn tưởng ghi nhóm máu. Dạ, bên em là biển rộng, là cái tông thôi đúng không? Dạ, có quên được đâu. Dạ, cái đó là tên bài hát. Chà My ơi, em thường gọi cho người nào nhất? Em thường em ít gọi điện thoại lắm. À, nhắn tin thôi. Vậy thì em hay tâm sự với ai? Em tâm sự với em trai em, kể mấy cái chuyện mà bình thường đi học hay sao sao đó em kể với nó. Lớn dạ. Gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi? Em trai em thua em 6 tuổi à. Có cho chị xem hình thằng bé 14 tuổi được không? Dạ, để em lấy hình rõ mặt hơn. Lớn quá trời, ba má này chắc ra đang cái tuổi này ba má phải đi làm đúng không, ít chia sẻ cho nên hai chị em thân hơn. Xem vài tấm hình em đang làm gì, cầm cái gì chết sầu riêng hả? À con chó con, em chó này của em hay là em thấy nó mà? Dạ nó ở ngoài đường nó xong nó chạy theo em luôn. Dễ thương quá. Đây là cháu em à. Trời cưng quá à. Trước khi bạn Ninh và bạn Trí đưa ra quyết định cuối cùng, mời hai bạn khám phá hai cái điện thoại với sự cho phép của hai bạn nữ Ngọc Hưng và Trà My. Trong lúc đó chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vòng ít phút. Trở lại với tần số tình yêu và ít phút hồi nãy thôi, nhưng mà sẽ rất là quan trọng với hai chàng trai. Bây giờ là thời khắc quan trọng, sau khi khám phá cái điện thoại rồi, hiểu người bạn mình một ít rồi, bây giờ xin mời hai em cùng với chị và anh Trương Thế Vinh lên đó và mời hai bạn nam bước ra để coi hai bạn nam có gọi cho mình hay không nha. Mời hai em. Mời Ngọc Hân đưa điện thoại ra phía trước. Và chắc là nãy giờ cũng đã suy nghĩ rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ đếm ngược thử ha. 10 Ví dụ người thích hình đâu không có ngoại hình gây nhìn. Người ta hiểu tâm lý mình, còn ngoại hình thì không có quan trọng lắm. Dạ thích em mới chọn chứ. Mình gọi hình có bất ngờ không? Dạ không. Không bất ngờ luôn. Đoán chắc là mình sẽ gọi hả? Rồi xây lại đi, xây lại nè. Đẹp quá trời, hai đứa này đẻ con ra vô bệnh viện khỏi mở đèn sáng chung luôn. Thật ra thì mình nghĩ là mình sẽ bị loại vòng đầu tiên á, tại vì ba bạn đầu đây là ai cũng có tài, hai bạn hát hay, một bạn khiếu hài, mình thì rất là bình thường, mình cũng muốn tìm hiểu hơn. Xin nắm tay một cái cho ấm áp coi. Okay. Đẹp quá. Chúc mừng cặp đầu tiên. Vâng, à, bây giờ cặp đó đẹp quá. Bây giờ đến giờ khắc bên em, bạn Trí suy nghĩ và bạn My thì đưa điện thoại ra ngoài. Chúng ta đến được ha. 10 Cho anh hỏi Trà My là mẫu người lý tưởng của em thích là như thế nào á? Dạ em thích con trai trưởng thành, chân thành với lại lạnh lùng. Anh cũng không nghĩ là anh có đủ lạnh lùng đối với em hay không, nhưng mà anh cũng cảm ơn câu trả lời của em. Dạ. À có gọi mà, có gọi mà. Ok, hello. Hello, có phải anh tên My không á? Dạ phải. Em nhà ở đâu á? Em nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, vậy em ở cùng thành phố với anh rồi đó. Vậy mình đi chơi nha. Dạ.
quá xa. Quay qua nói với bạn My cái gì nè, hai đứa quay lại nhìn nhau nè. Em học năm mấy ở bên cao đẳng văn hóa nghệ thuật à? Dạ sang năm là em chuẩn bị qua năm 2. Em sắp qua năm 2 thì bạn của anh học bên trường đó cũng nhiều, cho nên có thể là bạn chung của em cũng có thể là bạn chung của anh, cho nên mình nghĩ là mình có thể đi chơi rất là thoải mái. Xin nắm tay. Thì lắm. Bắt tay với hai người nghệ sĩ. Tụi anh tần số tình yêu chứ không phải tần số bạn bè. Hiện tại em không có muốn khẳng định cái gì nhiều quá. Chúng em đã có số điện thoại với nhau, có thể chúng em sẽ bắt đầu liên lạc từ sau chương trình này. Là rung tần số thôi, đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Mới tới tần số rồi chưa tính tình yêu. Mình từ từ chị. Hiểu ha. Hôm nay Việt Hương và Trương Tế Vinh đã làm đầy đủ được cái vai trò là ông mai bà mối. Kỳ nào có tới cái giai đoạn này cho tôi cũng hồi hộp, rung như là mình được tỏ tình vậy đó. Khi mà kết hợp được một cặp nào đều vui. Và hôm nay chương trình rất là tinh tế khi làm một cái trái tim bằng thủy tinh. Thường là cái này mình phải trân trọng, cầm cùng nhau để đừng có vỡ. Chị mong là hai em cũng cầm cùng nhau cho tính cưới, để sau này đến ngày cưới để cái trái tim này lên luôn. Cái bánh cưới ha. Vâng thưa quý vị, như vậy là chúng tôi lại may mắn ghép đôi được thêm hai cặp nữa. Và xin chúc họ sẽ được nở rộ tình yêu. Vâng, chương trình Tần Số Tình Yêu được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông Vi thực hiện. Xin chào và hẹn lại tuần sau. Lại đây bên anh, an ủi trước khi xa anh. Đôi nay lại gần bên anh, vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say. Lại gần với anh, lại đây bên anh,